Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khải anh em ơi. Tối hôm nay thì tiếp tục cái chuỗi liên đấu thì Khải còn 4 trận cuối cùng nè. Tạm giờ thì đội Khải đang 44 luôn. Đã đang hàng 2. Hôm trước thì top 1 mà có một đội đã lên rồi. Cho anh em cùng xem sơ qua hạng top 10. Đây, đội này đã lên và đã đánh là 47 thua 1. Đó. Và hiện tại bây giờ đây là cái video 4 trận cuối cùng. Khải cũng làm video cho anh em xem. Đó, đây Khải đang ở đội 2 này, thấy chưa? Hạng 3, hạng 4. Hạng 3 là Tâm Thánh và là Nomad. Hạng 4 đó là Ghệ. Đó là chắc chắn những cái tội đội này chắc chắn cả dòng rồi. Còn những ở bên dưới này thì chắc chắn là không có rồi nè, mà tại vì hôm nay là ngày cuối cùng của ngày 28 liên đấu rồi, kết thúc 48 trận rồi. Đó rồi, ok, và đã báo danh cái trận thứ 5 vô thôi em ơi. Vô anh ơi, vô anh ơi, thì vậy nó mới nói máu anh một tháng đó. Máu đây, máu đây, máu đây, nó có lắp độc không? Không lắp độc tầm này. Vô anh máu. Anh báo ca, anh nghe anh xong ca, còn 3-4 cái bàn chai mượn đâu. Từ từ, đợi xong rồi, đợi anh đánh xong trận đấu, đừng có hỏi. Để anh đánh xong đã. Im, đợi đánh cho xong xuôi đi. Đang đánh đừng có hỏi vậy. Vô. Vô đây anh ơi. Rồi. Anh em vào hết đi. Còn mấy trận cuối, đánh cho xong, đừng có hỏi gì hỏi. Đưa vào tay đi cho éo, đập bù luôn. Rồi, vô đây. Đưa rồi, chỉnh vô phần phục hồi, chỉnh Ngũ Hoa Ngọc Hoàng bình thường vô nha. Hậu cần phục hồi, chỉnh Ngũ Hoa Ngọc Hoàng bình thường vô. Chuyển dần quật cái nè. Đúng rồi, à đây. Hư chút à. Trong bang anh em ơi. Anh AKK là đi cùng với chiến đội mà này anh em ơi. Đó, lúc trước anh em có hỏi là đồ của AKK đi trong lần đấu cùng với Khải là như thế nào. Đó, anh em cùng xem sơ qua anh em ơi. Tại anh đang sở hữu một set đồng bang mắt hộp 20 30 30. Và ngập bội 28. Đang tìm ngập bội nó là tròn một set mắt luôn nè. Và đi kèm với nón là Ngày 10 vô ma. Anh có cùng một cái nón bằng sắt nội công 111 nữa mà anh gửi cho Tâm Thánh cầm rồi. Chưa kịp lấy nên là anh mang tạm nón này anh đánh một cái vũ khí băng sắt nội công 1.92. Đó, hai món cũng lấy làm chồng băng sắt nội và vũ khí băng sắt nội. Và đang sử dụng một áo khăn lông 30, bao tay khăn lông 30, đôi giày khăn lông 30, đai lưng 25-40 và ngựa bông tiêu. Đó, phi phong thì đang mang khăn 80 và dây chuyền quanh và mặt nạ kỹ năng một cấp. Chúng mặt này đang có 4 kỹ năng. Nếu mà có thêm phi phong thì có 5 kỹ năng nha mọi người. 5 kỹ năng. Đây còn đồ Khả đây. Hôm trước thì con soi cho anh em xem rồi. Bông tiêu vừa bán rồi nè em ơi. Xếp đồng bang. Bông tiêu Khải vừa bán cho lại cho anh em anh Cường Galaxy anh chơi đường môn á. Anh hôm trước Khải đổi với con luôn. Đâm ra dư ra con ngựa bán lại cho ảnh. Giờ chuyển lại Thiếu Lâm để đi lần đó tiếp tục. Những trận cuối cùng. Bao tay 9x 2 cấp. 3 cấp mà hạ vô lượng. Kháng hỏa 30. Đại lưng kháng hỏa 28. Chỉ bằng 5. 50 kháng độc. Áo giày. Đó, 6 dòng rồi nè, 6 dòng rồi nè. Và một cái nón phòng thủ làm trọng. Đó, kháng Khải đây. Khá là trâu. Anh em đang xem thì đừng quên cho Khải một like chia sẻ cho anh em. Chúc anh em xem video vui vẻ nha. Đó, đó thôi. Khải định mang cái giày giày kháng lôi, mà Khải nghĩ không cần nữa mà. Thằng này mà đỡ con lôn hay cái gió đang quýnh Khải chết thì hơi khó nè. Có nghe mì nữa nên hơi trâu. Rồi tiếp tục trận đấu thứ hai. Anh em đang xem trong live nha. Vâng, kêu không phải khỏe lắm. Chuẩn bị. Mặt tay phải đập. Chắc mình cũng đổi phái để mình chơi cái môn gì đó. Anh mua bí kiếp bông lôn này, nó bù này, nó bán anh trong một phút cuối. Bông lôn bùa à. Điều thiền Bác Kiều Phong. Rồi, Trong đường môn nha. Trong đường môn, đúng rồi. Thằng em mà đứng im rồi, ok. Có một vé đánh thiên tử, quên đánh con vé đánh xong tiệc rồi á. Nó hàng 7 nè. Giờ nó có thắng nó thua, nó cũng làm dùng tốt. 3 trận nữa. Thôi ai làm mà top 4 rồi. Ừ, top 4 là chắc rồi. Anh Phong coi set up luôn cái ạc lá cho em luôn anh Phong. Mày thoát được sao được.
Thì ạc đó đánh đánh ấy đó. Tí nữa tí mày phàm mày setup thì anh không biết đâu. Kiểu vãi chữ. Thì đồ giống vừa rồi thôi, có gì đâu anh. Đồ vừa rồi anh vừa tháo đôi giày rồi, thứ ngoài ra rồi. À, trận này một trận lên top 1. Trung ăn bang liền luôn. Trận này thắng một trận lên top 1 luôn, cố lên. Bác cũng đi khá là đông. Trong tối nay ngày cuối cùng tập trung khá là đông, không biết gặp ai đây. Lúc nãy mình có gặp bang mình thì anh em cũng đa số là bán gạch trong bang anh em, anh em cũng nhường cho xong anh em ạ. Tại vì những người đó, những gạch đó không thể ra vào top được, không thể nào vào top được. Không biết trận này gặp ai đây. Một trận cuối nữa thôi. Quyền trận này nó đã auto top 1 100% rồi. Nói chung là hồi trước là anh em mình với Phong Ca đi từ ngày 8 cho đến ngày 15, 16 giờ đó. Trồng đá gần một tuần là xong, muốn xong cái giải đấu rồi. 44 trên 44 rồi, thắng 44 trên 44 rồi. Rồi còn này 4 trận cuối đợi đến ngày 28 đánh luôn nè. Tính ra gần nửa tháng rồi mới đánh lại nè. Nửa tháng rồi mới đánh lại. Ồ, bỏ đá ăn không à? Rồi, chuẩn bị. Xí nữa anh đưa em, anh đi hoạt động 3 hàng thôi. Ok anh. Đừng la được rồi, mất công kia xe đủ mà anh không block vô rồi kì. Lóc vô không? Cung lô, anh cung lô là mặt nem hành thủy nè, em đưa bộ nem hành thủy nè. Vỏ mì nương, à, xúc xúc xúc. Nghe mì của trong bang, xe, được rồi, lậm. Lậm luôn, khỏi cần phải bút trong phái luôn. Cần bút trong phái luôn, ok, auto top 1 nha anh em. Thầm này là auto top 1 à. 47-47, trận cuối cùng. À, hợp lý, lên vòng 8 cho vòng 8 nha anh em. Cố gắng chít vòng 8-8 nha. Máu luôn má ơi. Anh Phong Ca ơi. Nghe rồi. Chẳng cuối cùng nữa, ráng 48-48 là mình làm thành tích kỷ lục nha. Mày được 300 rồi gì đó. Ừ, top 1 100% rồi. Là cái này 48-48 là mày... em được donate 500k đấy. 300 hay 500? 500 Nghe anh. Anh em bảo donate 500 đấy. Bây giờ em không có đồ gì à. Rồi. Tại vì là hôm trước có một người anh trên kênh YouTube bảo là cố gắng lên 48-48 sẽ donate cho 500k. Đó, hiện tại top 1 nha nè. Là 47 thua 1. Mình là bên 47 thua 0 là chắc chắn top 1 rồi. Trận cuối có thua chắc cũng top 1 luôn. Tại vì thời gian mình tích lũy thấp hơn 1090. Đó, còn cái này tích lũy khá là nhiều. Bên cái ạc lương ghiên 5 đồng thì lương ghiên 5 đồng với lại nhà Yên này tích lũy đến 1400. Thời gian là nếu mà trận này mình có thua có thắng gì cũng top 1 100% rồi nha anh em. Vấn đề là có được donate hay không thôi. Nếu thắng trận cuối nữa thì 48-48 thì sẽ được donate 500k. Đó. Không biết cái này là donate thiệt hay donate giỡn hay là bảo đùa như cái bao tay lúc trước đây, hay là như cái bao tay lúc trước đây. Bảo mua bao tay donate cho nửa tiền không thấy đâu nè mày. Đây. Bao tay donate nửa tiền không thấy nè mày. Đó. Mua 3 triệu rưỡi mà không thấy donate đâu hết. Buồn quá sợ. Này, chuẩn bị chờ trận cuối nha anh em ơi. Rồi, trận cuối. Mua cùng lắm là 2k bạn. Cùng lắm là 4 kim, 4 kim là quay đầu. 5k bạn thì cao quá, 5k bạn làm 6 kim hơn rồi. Anh mà mua kiếm đấy mua 2k bạn anh bạn. Rồi, ok, top gần xanh. Ok. Đi con mỏ lâm học kìa ta. Dạ, có thiếu lâm ấy, có thiếu lâm ấy. Ok. Anh chụp con lông, chụp con lông. Con lông. Đúng rồi. Đánh nó. Để em anh gần. Con lông. Thiếu Lâm bạn bên. Đúng nào? Con lông này. Anh cứ đứng yên một chỗ đây, Em chụp cho. Cứ con lông, cứ chụp con lông là được. Cứ chụp con lông chết thôi. Lâm bạn muốn chết à nào? Cứ chụp con lông, đúng rồi, cứ chụp con lông. Cứ chụp con lông đứng giữa, đừng chạy không ăn chạy đâu anh, không chạy đâu anh. Mày không hiểu thằng Thiếu Lâm nó đâu. Không đánh được. Không chạy ra sao đánh được? Anh chạy hết thật lập tí anh càng chết. Anh đâu cứ anh quay anh cứ đánh con lôn này. Đây em. Cứ me chụp con lôn em là được. Cứ thằng này chém anh chết đấy. Nó chụp bằng khó chịu quá. Em đứng ở giữa đi Khải. Đúng rồi, em đứng giữa mà rồi bung dần rồi đó. Cứ chụp con lôn thôi. Chắc bà nội mày. Để em nói đó. Anh lẻ ra rồi. Đúng rồi, anh cứ né con lôn rồi, con lôn chết này, một hai cái nữa nó bung dần là nó hết dần rồi. Cố gắng tấp con lôn tiếp, Nó chết này, tấp con lôn tiếp. Đúng rồi. Chạy đâu con sâu. Con lôn tiếp. Được, cũng chạy.
Đúng rồi, cứ chụp luôn đó nha em. Chụp luôn nha em. Con lon này, con lon này, con lon này, con lon này, con lon chết này. Đó, nó phản bùa đó. Đây anh bùa mà. Đây, 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 đây. Giờ nó hết thần lực rồi kìa. Nó hết thần lực rồi, anh bị nó chết rồi. Cứ chụp nó cho em. Cứ chụp nó cho em. Rồi nó hết thần lực rồi, nó chết, xác định nó chết rồi. Chạy đâu? Chạy đâu con sâu? Chạy đâu con sâu? Chạy đâu con sâu? Cố gắng chụp nó, nhồi máu trong chút. Đừng nó chết nha. Còn nguyên 50 bình mà. Đúng rồi, con nguyên 50 bình là trâu quá đẹp rồi. Ok. Rồi cứ chụp con luôn nha em. Rồi nó chết này, nó chết này, nó chết này. Nó chết này, nó hết máu rồi. Chạy đâu? 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 Côn luôn này, côn luôn này. Côn luôn này. Anh cố gắng di chuyển gần gần đúng rồi. Chụp con luôn, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, nó chết nè. Chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu. Cho nó đem cho hai thằng tự chết luôn. Đem hai thằng tự động chết luôn. Hai thằng tự động chết luôn. Đúng rồi, cho nó tự chết luôn. Cho nó tự chết luôn. Cho nó tự chết luôn. Đúng rồi, đứng sau em tí, đứng sau em tí, đứng sau em tí là nó dính đam là được, đúng rồi. Đâu làm gì, đâu làm gì, đâu làm gì, đâu làm gì, đâu làm gì. Cứ chụp con lon, cứ chụp con lon, cứ chụp con lon, cứ chụp con lon. Nó thật lực đó, bung dần nữa. Bung màu tiếp rồi. Chụp con lon đi. Chụp con lon cái nữa nó chết này, bung dần lần này. Cố gắng tóc lần này nè, cố gắng tóc lần này nè, tóc lần này nữa nó hết dần này. Đấy, nó chết rồi, nó chưa. Cố gắng rồi xong. Rồi, đánh chết này rồi. Đứng im chỗ đánh này luôn. Rồi xong. Gặp thiếu lâm bóng. Cái thiếu lâm bóng hơi khó thời gian, hơi khó chịu tí. Đủ xanh. Theo cho em yên tĩnh một anh ơi. Rồi tí, gần xong, chưa xong. Chưa xong hả? Chưa. Rồi đứng xa ăn chút đúng nào, chụp đây. Làm gì? Làm gì? Rầu 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 làm gì? Má tem này nó vô câu giờ. Tem này vô câu giờ rồi ấy. Cuốn chạy thôi. Còn thế lực mà. Đây thì rồi, xong. Top 1. Easy game rồi ấy. Đâu thằng kệ đâu? Ở đâu ấy? Rồi, top 1 48 cho 48 anh em ơi. Qua wow, ok. Anh muốn đậu thử tử cứ đợi là em được hết rồi. Thì đổi cho anh. Ok đợi chút. Thương Nam đây. Thương Nam đây. Đây, được hãy cho anh em xem từ top 1 đến top 10 nha anh em. Kết thúc 48 trận đấu. Và đội mình top 1, 48 trên 48. Không thua trận nào. Tiếp theo. Top 2. Top 2 là Nam Động với anh em My. Ờ khóa cực kỳ nhờ. Đó, top 2 Nam Động nha mời. Qua bên Tương Dương này. Top 3. Một khó qua bên Tương Dương lỡ qua. Tâm Thánh No Mod. Đó. Top 4. Ghẻ với Bạch Lộc Hưng. Đó. 48, đó 3, 40. Nghe em chỉ rồi nha. Nhắn vô, nhắn lỡ qua. Rồi, hàng năm. Hàng năm nó là Tân Tử Quân. Hàng năm 36 thu 12. Đó. Thu quá trời luôn. Tiếp tục. Hàng xấu là 35 thua 13. Hiện tại bây giờ chỉ có năm top 1, 2, 3, 4 thì mới có dòng sáng lên nha năm. 2, 3, 4 mới có dòng sáng lên nha. Từ năm trở đây thì không có dòng sáng nha mọi người. Hàng 7, 7, 3, 2, thua 15. Bắc Kiều Phong, Điều Thiên. Rồi, hàng 8, 2 con gà, 31, 17. Hàng 9, Lâm Thượng Nhai, anh 4, 31, thua 17. Hàng 10 hộp 3 Tangure 31 thua 17. Đó. Thì nói chung ở tiếp tục sau mùa giải cái dòng loại này thì ở cầm mấy chỗ này sẽ lọc ra từ top 1 đến top 16 sẽ có một vé đánh tiếp tục giải đấu xong thiệt sát thủ nha anh em. Sẽ tiếp tục giải đấu xong thiệt sát thủ nha mọi người. Ok anh em này. Lần này thì ba anh em mình top 1 anh em ơi. Đó, anh em mình top 1 em Khải với AKK top 1. Rồi top 2 thì bên bằng bác. Đó, top 2 bên bằng bác. Rồi top 3 thì lại là băng áo Tâm Thánh và là No Mod. Top 4 thì trở lại tiếp tục với là băng áo, đó là ghẹ và Lộc Hưng. Đó. Rồi.
Anh em xem video này đừng quên đỡ lại cho Khải một like chia sẻ cho anh em ơi. Nói chung thì anh em nhiều anh em bảo Khải làm video cụ thể cho anh em xem từng trận cho nó vui. Nhưng mà thì thiệt tình với anh em thì cứ mỗi 4 trận thì trung bình khoảng gặp đến 1 đến 2 trận thì đánh khốc liệt như lúc nãy thôi. Nên là Khải ít muốn làm video chỗ đó anh em, tại vì làm video nó không được cái xuyên suốt một cái video á, nên là Khải không có làm. Chứ thiệt tình thì mỗi lần đánh 4 trận thì bèo lắm cũng gặp 1 đến 2 trận như cái trận vừa rồi nè. Đánh câu giờ này nó đụng khá chi là mất thời gian. Bơ ca đụng khá là ok. Đó, rồi nói chung thì mùa trước vậy Khải không làm được tại vì cứ đánh không có thời gian anh em ơi. Anh em xem video thì đừng quên đỡ lại like chia sẻ anh em ơi. Nói chung thì đỡ mà làm video thì sau này nếu có đánh liên đấu solo 1-1 á thì mình ra lúc đó làm video thì nó ok hơn nè. Tại vì 1-1 thì mình làm video nó xem nó sẽ chất lượng hơn. Còn ví dụ như 3v3 vô gặp bùm 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 chết, chưa kịp làm video thì thấy là chết đó rồi. Đó, nên khó. Nên là những trận đấu Khải ít làm video ở chỗ đó nè. Rồi anh em xem cho một like chia sẻ cho, đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào chuông để theo dõi những buổi video livestream trực tiếp vào 19 giờ hàng ngày cũng như là video Khải up vào 11 giờ 15 trưa hàng ngày nha mọi người. Chúc anh em xem live vui vẻ nha.